Vâng, đó Phương Thủy MC xin chào quý vị các anh chị cô chú ạ. Video ngày hôm nay thì chúng ta ra được một số trang sức và rất tiếc là với cái não cá vàng của MC thì có cái trang sức thì MC chụp hình rồi nhưng lại quên quay video và khách hàng tới lấy liền luôn. Còn có cái thì MC cũng đã quay video rồi nhưng mà không làm ở video này mà lại làm ở video trước. Trong khi đó thì cái nhẫn của anh chồng thì vẫn ở video này. Thì không biết sao dạo này thần kinh rung rinh thế. Thì mong rằng là quý anh chị chúng ta thông cảm, tuy rằng là MC quên quay video nhưng mà vẫn còn những cái tấm hình về những cái sản phẩm, và khi mà khách hàng không thấy cái video của họ trên cái YouTube thì khách hàng chúng ta khá là hoang mang. Nhưng mà hồi trưa tới nhận rồi, rất là đẹp luôn, và thấy cái niềm vui sướng và phấn khích của khách hàng lé lên trên ánh mắt thì MC nói thiệt là khách vui chỉ có một thôi mà MC vui mười hả quý anh chị ha. Và sắp tới nếu như mà quý anh chị nào mà chúng ta yêu thương và có nhu cầu để sở hữu những cái viên đá trang sức và chúng ta ở nước ngoài, ví dụ như Mỹ, Canada, Úc hay gì đấy, thì chúng ta có thể liên hệ với lại ba số điện thoại, kết bạn Zalo qua ba số điện thoại góc phía trên bên phải màn hình, thì MC sẽ có người giao và chúng ta sẽ xem đá trực tiếp. Nếu như mà ở một số quốc gia mà AMG có thể là sẽ mở chi nhánh và có người quen ha quý anh chị ha. Rồi thì mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái chỗ trang sức của chúng ta mà AMG vừa mới hoàn thiện nhé. Dạ vâng, đó Phong Thủy MC xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Đầu tiên thì chúng ta lên một chiếc nhẫn nữ vàng trắng 14K với 58,78% là vàng. Và chiếc nhẫn nữ của chúng ta thì đã chủ là một viên di công. Nói về di công thì quý anh chị chúng ta cũng đã thấy là từ phía MC cũng như là rất là nhiều kênh YouTube khác hoặc là những cái thông tin khác chia sẻ về chiết xuất cũng như là khúc xạ của di công của chúng ta khá là cao. Và đồng thời là di công của chúng ta nó có cái hiệu ứng 7 màu, là một trong những dòng đá có hiệu ứng 7 màu khá là mạnh mẽ, tương đồng với kim cương. Và ở đây thì quý anh chị chúng ta được trải nghiệm khi mà MG đưa lên tay đeo và MG cử động ngón tay để chúng ta cảm nhận được rằng là khi mà chúng ta đeo lên, chúng ta cầm một tách trà, mọi cử động, mọi cái cử chỉ của chúng ta, mọi cái hành động của chúng ta cũng là viên đá, nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái tâm điểm của sự chú ý ha quý anh chị ha. Rất là tuyệt vời. Vâng, trước mắt chúng ta thì quý anh chị đang thấy đây thì hai cái sản phẩm này cũng của một khách hàng của chúng ta ha quý anh chị ha. Một cái cho chồng và một cái cho vợ. Thì hai anh chị khách hàng của chúng ta quyết định là sử dụng phong thủy cho cả hai. Và giờ thì anh sẽ lấy ra từng ngón để mà review cho quý anh chị chúng ta cùng tham khảo ha. Thì chiếc nhẫn này, giấy giám định của nó đây. Nên thành ra là khi mà NG ra hành phẩm thì sẽ có được cái giấy đo quang phổ với thành phần vàng, kèm theo đó là cái vị giám định. Về đá bên NG thì riêng đá NG thì quý anh chị chúng ta thích giám định bất kỳ trung tâm nào cũng được, chứ không nhất thiết là sẽ là trung tâm này hoặc trung tâm kia ha. Rồi giờ chúng ta đến với trang sức ạ. Cái này thì vàng 18K với 75% là vàng. Ở đây chúng ta gần 76% rồi ha quý anh chị ha. Gần 76% rồi. 75.84 rồi. Ở đây thì vừa đủ ha. Vừa mức 75 nè, 75.03. Cái này hơi nhiều vàng. Cái này thêm vàng hơi bị lố tay rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến với trang sức quý anh chị ạ. Dạ vâng, đầu tiên thì em đi lên cái chiếc nhẫn vàng gold cho người tuổi Tuất, với viên đá chủ là viên ruby, hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Cái vàng của chúng ta thì quý anh chị cũng có thể thấy là cái độ vàng thì nó cũng vừa phải thôi, chứ không có đến nỗi mà quá gắt hoặc là quá lố không quý anh chị ha. Còn về chi tiết thì như quý anh chị chúng ta thấy là ở hai bên nhẫn là có hai chú cún. Chú cún ha.
dành cho người tuổi Tuất. Và thiết kế của nhẫn thì chúng ta có thể thấy là rất là giống với nhẫn Mỹ, thì có thể nhận định là người sử dụng cũng ở tuổi trung niên không quý chị ha. Và về tổng thể thì chúng ta nhìn thẳng trực tiếp vào như thế này thì chúng ta có thể thấy là viên đá, cái khối quý anh chị, cái khối oval của nó khá là cân đối nè, chứ không có mớp méo à. Đây, và về cái phần mô lên của đá thì chúng ta thấy là rất là chuẩn chỉnh ha. Đó, thì em đi phóng như thế này để cho chúng ta có thể thấy là được cái độ cân đối của một viên đá. Vì khi mà mài láng như thế này mà để mà viên đá nó cân đối thì nó còn phải phụ thuộc vào thô và phụ thuộc vào tay nghề của người thợ nữa quý anh chị à. Thì nó lên chiếc nhẫn chúng ta nó mới cân đối và mới đẹp được. Rồi, xong một chiếc nhẫn nam cho anh trai khá là đẹp luôn. Giờ tới em review cho cái mặt dây chuyền của chị gái nữa là xong ha. Vâng, và đây là cái mặt dây chuyền vàng 18K như đầu video quý anh chị đã thấy. Và đá chủ chúng ta là một viên garnet khá là đỏ. Và video của cái mặt dây chuyền này thì AMG đã làm ở cái video trước cái video này. Thì mong rằng là quý anh chị thông cảm cho AMG nhé. AMG làm nhầm vào cái video trước đó rồi. Vâng, và đây là một chiếc nhẫn nam với đá chủ là một viên sichin khá là đẹp. Và khách hàng đến nhận chiếc nhẫn thì khen nức nở luôn. Và AMG dạo này não cá vàng. Cũng là chụp hình rồi nhưng mà quên quay video cho cái chiếc nhẫn này. Thì mong rằng là quý anh chị chúng ta chỉ có thể trải nghiệm qua những tấm ảnh. AMG xin lỗi và xin lỗi quý anh chị ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau ạ.